Vâng, xin chào các bác, mình là Long đến từ Đà Nẵng. Hôm nay mình tiếp tục làm một video clip để giới thiệu các bác cách kết nối wifi giữa chiếc camera hành trình MV9 Plus với điện thoại. Thì trước tiên thì các bác phải bật wifi trên chiếc camera hành trình MV9 Plus. Các bác vào cài đặt cho mình nhé. Đây này sẽ có một phát wifi, các bác kích vào cho mình và bật lên cho mình nhé. Thì trên này sẽ có tên là MV9 Plus và mật khẩu là 123456789. Thì các bác vào điện thoại của mình, các bác kết nối wifi cho mình nhé. Ok, MV9 Plus, các bác kết vào đây. Một device connected to hotspot. Ok, như vậy là mình đã kết nối được. Ok, như vậy là mình đã kết nối được với lại chiếc camera định MV9 Plus. Sau đó các bác sẽ vào Casic, kết vào đây cho mình nhé. Ok, các bác ok cho mình. Receive by request from Hai Trọng. Ok, các bác bấm đồng ý nhé. Ok, như vậy là các bác đã kết nối wifi giữa chiếc camera hành trình MV9 Plus với điện thoại. Thì bây giờ các bác muốn xem lại những video clip trên này thì các bác vào đây cho mình tập tin nha các bác này, những có nhiều mục này, bấm vào chữ đăng lập cho mình. Đây, tất cả những video clip mà chiếc camera hành trình MV9 Plus đã ghi lại, các bác có thể xem trực tiếp trên điện thoại. Các bác kích vào đây, các bác có thể xem trực tiếp trên điện thoại. Ok, hoặc các bác bấm tải xuống cho mình nha. Ok, đây này có một tải xuống này. Thì các bác muốn tải video nào thì các bác tích vào đây cho mình nha. Tích vào. Ok, các bác bấm nút tải xuống này. Ok, như vậy video clip sẽ tải xuống trên điện thoại của các bác nha. Ok, các bác chờ một lát thì nó tải xuống xong thì các bác có thể xem lại trực tiếp trên điện thoại, không cần phải xem online nữa. Các bác có thể là khi nào không có mạng các bác có thể vẫn xem được nha. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bác cách kết nối wifi giữa camera hành trình MV9 Plus với điện thoại thông minh. Nếu các bác có thắc mắc gì thì các bác có thể comment trực tiếp dưới video clip để mình có thể hướng dẫn trực tiếp cho các bác. Và mình mong là các bác để comment thật nhiều để mình có thể hướng dẫn cho các bác được rõ hơn. Và mình sẽ hy vọng gặp lại các bác ở video clip sau và sẽ gặp lại các bác được nhiều hơn nữa. Vâng, cảm ơn các bác và xin chào các bác ạ.